Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người bộ da của người được lột ra và lưu lại trong buổi chẳng hạn. Đây là bộ da của một người bị nấm chân. Mình cũng nghĩ đấy chắc là của người già rồi, bởi buổi triển lãm này dành cho người già. Rất là họ đã dùng một công nghệ nào đấy để được lột được da của người và bảo quản được như là. Mình xin đính chính lại luôn, đây là bộ da của người thật đã chết và hiến cho đất nước. Đây là dương vật. Tay. Lỗ chân tóc đi ti. Đây là tổng quan về một bộ da của người. Đấy cũng